có chất, có sữa cho con chó con này bú. Các bạn xem này, cáo đang nuôi con nhé. Đấy, người tròn xoe tròn ủng luôn. Thì Hùng cũng xem rất nhiều, các bạn cũng có đăng những cái con chó mẹ đang nuôi con mà nó gầy dơ xương dơ xác ra, các bạn nhìn chưa? Con này là còn béo hơn cả những con chó bình thường. Đấy thì do là... Rồi, xin chào tất cả các bạn thân mến nha. Và lời đầu tiên thì chúng xin gửi lời chúc đến các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và thành đạt. Thì trong cái video clip ngày hôm nay thì cũng nhân tiện cho cái đàn cún này ra phơi nắng tầm 15-20 phút. Đợt này ở miền Bắc thì bắt đầu cũng có nắng rồi. Thì cũng như video trước, trong cái video này thì Hùng cũng chia sẻ một câu hỏi và rất nhiều các bạn đã gửi tới cho Hùng, nuôi cái con chó Phú Quốc con này như thế nào để cho nó khỏe và đẹp. Đấy, thì các bạn cũng xem rất là nhiều những cái video ở trên kênh của Hùng đấy, thì thấy những đàn chó con của Hùng rất là khỏe mạnh và rất là đẹp, body đẹp và màu sắc lông lá rất là đẹp. Trong video này thì Hùng chia sẻ với các bạn là cách làm sao mà chăm sóc cho con chó Phú Quốc nó sơ sinh này khỏe đẹp. Thì cơ bản đấy là không có cái gì tốt mà đẹp mà chúng ta không phải đầu tư cả. Các bạn lưu ý nhá, đầu tư là về thời gian này, đầu tư về kiến thức này, đầu tư về kinh tế này, thì đàn chó con này nó mới có thể là khỏe mạnh và đẹp được. Thời gian thì đầu tư như thế nào, đúng không các bạn? Thời gian thì như này, thì chúng ta phải dành thời gian, chúng ta theo dõi khi mà con chó nó đã thay lông xong, lông lá nó mượt đẹp nhất, chúng ta cảm thấy là cái con chó mà ở cái thời điểm nó đẹp nhất, lông lá màu sắc nó đẹp nhất, thì là lúc đó nó chuẩn bị vào bước vào cái chu kỳ sinh sản, cũng như là chu kỳ sao lơ của một con chó cái. Thì lúc đó chúng ta phải gì, tẩy giun, và sau đó chúng ta tiêm phòng bảy bệnh cho con chó cái mà chuẩn bị bước vào kỳ sinh sản đó, để khi mà con chó nó mang bầu thì cái kháng thể vaccine chúng ta tiêm phòng cho con chó mẹ đó nó có cái đề kháng rất là tốt, nó truyền luôn sang cho những cái bào thai. Thì khi sinh ra con chó con nó có đề kháng rất là tốt, nó phát triển rất là tốt. Đấy, nó không có sợ bệnh tật. Cộng thêm mấy cái cơ chế của con chó mẹ là khi mà nó sinh sản thì cái cơ thể lúc đó là nó nhiều kháng thể nhất, nó tự sản sinh nhiều kháng thể nhất để nó nuôi con, để nó che chở, truyền cái kháng thể mạnh nhất cho những cái con. Thì chúng ta phải lưu ý, con chó mẹ đến hôm nào là sinh, chẳng hạn thông thường là con chó cái là nó có bầu tầm khoảng độ 60 ngày thì chúng ta từ hôm 58, 59 ngày là chúng ta phải để ý rồi, tại vì cũng có con nó đẻ sớm, 58, 59 ngày nó đã đẻ rồi. Đấy, lúc đó chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ, chẳng hạn như là ổ đẻ, rồi mọi dụng cụ hỗ trợ cho con cún, chẳng hạn như cồn, rồi khăn, rồi giấy nhá, và cái ổ đẻ cho nó thật ấm áp, kín đáo. À, chúng ta chủ động mà khi có con chó nó đẻ, thông thường thì con chó nó đẻ thì nó tự nhiên thôi, nó sẽ tự làm được hết, từ việc cắn rốn, từ việc cắn bọc nhá các bạn nhá. Nhưng chúng ta phải đề phòng trong cái việc mà có những con nó vụng hoặc có những trường hợp khó thì chúng ta phải kịp thời chúng ta can thiệp. Đấy, có những trường hợp rất đáng tiếc, những con chó mẹ nó vụng nó cắn què cả chân, hoặc là có những con chó mẹ nó vụng nó cắn rốn nó rất gục cả bụng con chó con ra. Khi mà con chó con nó đã bị thương như thế thì rất là mệt nha các bạn nhé. Đấy là dành thời gian cho con chó mẹ mà chuẩn bị là sinh đấy. Đấy, chúng ta phải để ý khi mà đàn chó con được sinh ra rồi, chúng ta phải dành thời gian đấy quan tâm đàn cún con bằng cách là chúng ta phải theo dõi, chẳng hạn như là nó đẻ ít thì chúng ta không nói, nhưng mà nó đẻ sai một cái là chúng ta phải để ý. Trong đàn có những con nào nhỏ, những con nào yếu hơn thì chúng ta phải ưu tiên nhá. Bao giờ cũng vậy, chúng ta phải ưu tiên đặt vào những cái tí của con mẹ, những cái tí ngon nhất để cho nó bú, để cho nó kịp phát triển cùng với các bạn ở trong đàn. Đấy, là chúng ta phải luôn luôn theo dõi như vậy. Nhưng còn rất nhiều trường hợp mà cứ để cho con chó nó sống tự nhiên, rồi những con chó to khỏe nhất trong đàn nó chiếm hết hoặc nó tranh hết, thì những con chó con này mỗi ngày một ít đi, mỗi ngày một kém đi, bú kém đi, được ăn ít đi, thì càng ngày càng còi cọc, có những con là không qua khỏi được. Hoặc là có những con mà nó bú rất là khó, nó không biết bú, nó yếu quá, thì chúng ta phải có cách xử lý khác. Đấy, để làm sao cho con chó nó phát triển, nó ăn được, nó phát triển. Còn về kiến thức đấy thì vừa rồi Hùng chia sẻ đấy cũng là cái kiến thức luôn. Đấy, kiến thức là chúng ta phải biết như vậy. Chúng ta phải biết là trong cái đàn chó con nó có những cái con mạnh, những cái con yếu, những con to, những con nhỏ khác nhau, thì chúng ta phải biết nắm được là chúng ta phải xử lý làm sao cho tất cả được ăn đồng đều nhé. Tại vì khi mà con chó mẹ nó
thông thường 10 tí nhưng mà chỉ có 8 tí là có sữa thôi. Đấy. Trong 8 tí đó cũng chỉ có 2 3 tí sau cùng là nhiều sữa thôi, còn mấy tí trên cũng rất là ít sữa, tí lép. Mà khi mà nó nằm như này thì một cái hàng tí ở dưới nó bị đè vào là những cái con bé là rất là khó moi ra. Đấy. Những cái con to nó lại tranh giành những cái tí ngon nhất ở bên trên rồi, những con bé thì cứ moi ở dưới ra lại không có sức để moi, thì mỗi bữa lại không được ăn đi, lại kém đi, lại sức khỏe lại sa sút đi. Cái thứ ba nữa là về kinh tế. Kinh tế thì như các bạn tôi cũng vừa chia sẻ đấy, là trước lúc con mẹ đến kỳ sinh sản thì chúng ta phải tẩy giun. Tẩy giun thì nó cũng không đáng bao tiền cả. Đối với con chó to trưởng thành này, liều tẩy giun của cái con to, chó to trong 10 năm 20 ngàn. Và một liều vaccine 7 bệnh tiêm cho cún, nếu mà các bạn mang ra ngoài tiêm thì mất tầm khoảng 180-200 tùy từng nơi nhé. Đấy, để cho con chó mẹ nó kháng thể truyền cho con khi sinh ra. Khi mà con chó mẹ sinh con rồi ấy, thì ngoài cái việc ăn uống chúng ta bổ sung canxi và khoáng chất. Đấy, canxi chúng ta mua các loại tốt một chút để hàng ngày là cho con chó mẹ ăn, để nó có cái canxi khoáng chất nó chuyển vào sữa để nuôi con. Đấy, và cái vấn đề nữa là khi mà con chó mẹ mà nó đang nuôi con thì cái nhu cầu ăn của nó rất là cao. Tất cả những cái con chó mẹ sinh sản này ấy, những cái ngày đầu thì Hùng cũng nói thì Hùng cho ăn thịt 1-2 ngày đầu thì nó cũng không ăn nhiều đâu, thì Hùng cho ăn thịt lợn, thịt lạc nhé. Đấy, thịt lợn. Và đến ngày thứ 2, thứ 3 rồi thì lúc đó con nó bú tốt rồi, thì lúc đó nhu cầu ăn con chó mẹ rất là cao, thì nó Huyền Hùng chuyển sang thịt bò. Đấy, các bạn xem nhé, thịt bò thì ngày thì Hùng thông thường con chó mẹ đẻ này thì Hùng cho ăn 4-5 bữa, cứ cách 4 tiếng là cho ăn một lần. Nhưng các bạn nên lưu ý là cho ăn vừa thôi nhé. Nếu mà nào các bạn cho ăn 1 hoặc 2 lần mà các bạn cho ăn quá nhiều thì gây ra con chó mẹ nó áp lực, nó rối loạn tiêu hóa. Nhưng ngoài cái việc mà nó dọn phân rồi dọn tất cả các chất thải của con đó, xong rồi là nó vừa ấy sinh sản xong, cơ thể nó không được khỏe mạnh mà chúng ta cho ăn quá nhiều như vậy thì nó rất là dễ gây ra cái việc mà rối loạn tiêu hóa cho con chó mẹ. Đấy, thì chúng ta phải chia nhỏ ra. Đấy, như cáo kìa. Đấy, cáo đây, cáo nằm giữa này. Đấy, cáo đang chờ con. Cáo này thì Hùng cứ cho ăn 4-5 bữa, thì mỗi bữa thì Hùng cứ cho tầm 1 nạng rưỡi thịt bò. Đấy, các bạn xem nhé. Đây. Đấy, mỗi bữa này thì một muôi cháo nhỏ thôi và 1 nạng rưỡi thịt bò. 4 bữa đồng nghĩa với việc là khoảng 6 lạng thịt bò. Các bạn lưu ý là thịt bò là nhiều sữa nhất rồi. Nhiều bạn thì cứ nói là linh chân giò với đu đủ, nói chân giò không có cái chất gì cả, toàn bì và mỡ thôi, cho nên là cho con chó mẹ ăn cái đó là không có tác dụng. Còn đấy là chỉ là cái mẹo thôi, nhưng còn không biết thế nào, nhưng mà Hùng cứ cho ăn cái thịt bò là thực tế nhất. Đấy, và ngày 4-5 bữa như vậy, Hùng cứ cho 4 tiếng đến 4 tiếng rưỡi một bữa và cho ăn ít thôi, 1 nạng rưỡi thịt bò với 1 muôi cháo rất là nhỏ. Đấy, các bạn vừa xem Hùng demo đó nhé. Đấy, thịt bò thì nói về thịt bò các bạn bảo ông này nói xạo đúng không, thịt bò là 250 một cân ông đổ cho ăn thịt bò. Những cái thịt bò này thì Hùng tận dụng cái bò mà bò đông lạnh đó, ở trong cái kho mà chuyên môn bán cho các cái cửa hàng lẩu nướng ấy. Cái đấy nó chỉ bằng 1/3 cái tiền cái giá thịt bò ở ngoài thị trường thôi, thịt bò tươi thôi. Đấy, thì Hùng tận dụng cái thịt bò đó để Hùng cho con chó mẹ ăn, nhưng mà cũng nó cũng rất là tốt các bạn nhé, thơm ngon. Đấy, bổ dưỡng. Đấy, thế thì Hùng cho ăn cái thịt bò đó. Đấy, Hùng thường thường Hùng vẫn mua nguyên cả thùng như này, tầm khoảng 20 cân. Đấy, và cho chó ăn, vừa kinh tế mà lại vừa có chất, có sữa cho con chó con này bú. Các bạn xem nhé, cáo đang nuôi con nhưng mà các bạn nhìn chưa, người tròn xoe luôn. Đấy, người tròn xoe tròn ủng luôn. Hùng cũng xem rất nhiều các bạn cũng có đăng những cái con chó mẹ đang nuôi con mà nó gầy dơ xương dơ xác ra, các bạn nhìn chưa. Đấy, con này là còn béo hơn cả những cái con chó bình thường. Các bạn nhìn thấy con này còn gầy hơn này, con cáo trông còn mập hơn này. Chó con bú suốt ngày mà to như này mười mấy ngày rồi mà con chó mẹ vẫn mập ú luôn, là do là Hùng chăm sóc đầu tư về kinh tế cho con chó mẹ. Thì con chó mẹ có sức khỏe, có sức khỏe, có sữa thì đàn con nó khỏe mạnh thôi.
Còn đến khi mà cái đàn con này nó được 20 ngày, ngoài 20 ngày thì chúng ta lại phải tiếp tục là cho cái đàn cún con tập ăn dặm, phải tập ăn dặm sớm. Bởi vì khi mà con cho con 20 ngày, hơn 20 ngày nó biết đi, biết chạy rồi thì nó bú rất là nhiều. Đối với một con chó mẹ mà chỉ có cho con chó con bú sữa thôi thì nó sẽ không đủ cái dinh dưỡng, không đủ thức ăn để cho nuôi con chó con khi nó lớn như thế rồi. Và nếu mà con chó nào mà quấn con quá mà cứ cho con bú đến cái lúc mà nó hai mấy ngày, một tháng mà con chó con không được ăn dặm thì rất nhiều con chó mẹ đã bị gục do là bị tụt canxi. Cái tình huống mà sốt sữa tụt canxi là rất là nguy hiểm các bạn nhé. Nếu mà buổi đêm mà các bạn mà không phát hiện ra nó nằm trong con, nó sáng ra rất là nhiều bạn đã thấy con chó mẹ nó nằm hy sinh ở trong cái ổ cùng với con rồi. Đấy nhé, cho nên là chúng ta cứ phải chủ động là chăm sóc con chó mẹ thật tốt. Và khi mà con chó con ấy nó được hai mươi mấy ngày thì chúng ta nên là cho con chó con ăn dặm nhá, vừa xen kẽ vừa bú mẹ vừa ăn dặm, với cái lượng ăn dặm ở ngoài thì con chó con nó phát triển tốt. Còn ngoài ra khi mà nó lớn hẳn lên thì chúng ta lại phải chăm sóc con chó con. Khi nó cai sữa rồi thì chúng ta phải chăm sóc con chó con. Và cái phần chăm sóc con chó con này thì trong video clip này nó dài quá thì Hùng cũng không thể chia sẻ hết được nhá, thì Hùng sẽ hẹn các bạn trong những cái video tiếp theo để chia sẻ cách làm sao chăm sóc con chó con này nó lớn, nó khỏe mạnh và nó đẹp, màu lông đẹp, chất lông đẹp và body đẹp nhá. Thì các bạn nào mà thấy video mà hay mà hữu ích thì có thể là ủng hộ Hùng bằng cách là ấn đăng ký kênh, ấn vào nút hình quả chuông đấy, để khi giờ Hùng ra video clip mới chia sẻ về kiến thức chăm sóc con chó Phú Quốc này thì các bạn có thể nhận được ngay nhé. Và video Hùng cũng xin kết thúc ở đây. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. anh hơi ngủ phơi ra này. Này bạch hổ này, bạch hổ này, còn lưỡi đen nhé.